Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với cái video của ngày hôm nay. Thật sự xin lỗi vì trường đã làm video trễ hơn một ngày so với dự kiến, đúng không? Với 2 ngày một cái video sẽ trường sẽ tung ra cho các bạn. Và trong cái video này thì chúng ta mang tính giới thiệu là chủ yếu. Đây là website học online AZ, cùng bạn kiếm tiền online. Đây là cái logo của nó sẽ thể hiện trong website này. Và có cái gì ạ? Và trường đang chia sẻ hàng loạt những cái kiếm tiền với tiếp thị liên kết mà mình đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua thì trường test một cái phương pháp marketing mới, đó là kiếm tiền với tiếp thị liên kết ở trên video, tức là xây kênh những kênh hệ thống kênh YouTube để mà kiếm tiền với tiếp thị liên kết. Trong cái thời gian trước ấy, thì kiếm tiền với tiếp thị liên kết bằng YouTube thì khá là khó khăn, bởi vì nó có cái hạn chế là cái khả năng chuyển đổi nó rất là thấp. Đấy, thì bây giờ trường đã phát hiện ra được một cái phương pháp mới có thể là giúp gia tăng chuyển đổi rất là nhiều lên. Áp dụng vào nó tương đối thành công, thì trường đã chia sẻ cho các bạn, bắt đầu có những loạt series viết bài chia sẻ cho các bạn về kiếm tiền với tiếp thị liên kết. Ở đây cụ thể là chúng ta sẽ làm với thằng Exactrade và cái thằng VOC. Đây, trường đã viết được 4 bài. Đây, cụ thể là làm với Exactrade. Đấy. Và một cái trang đây và một cái trang này. Cái trang này là nó chuyên về sản phẩm giảm cân sinh lý rồi phong thủy làm đẹp lão hóa và những cái sản phẩm hữu ích khác. Thì cái lợi nhuận của nó chia cho chúng ta cũng khá là nhiều, vài trăm ngàn, từ 200 tới 500 ngàn thì cũng thấy cũng khá là nhiều. Các bạn có thể tìm những cái skill tree mà kiếm 10.000 đô với cái mạng này, nó là CBO, Adplus, CBO. Đấy, thì chúng bắt đầu có những loạt bài chia sẻ cho các bạn, thì đã viết được 4 bài rồi. Đây, các bạn phải bài học website, học website học là Z ha, đúng nghĩa học là Z luôn. Là phải học từ A tới Z. Đấy, thì trường bắt đầu chia sẻ hàng loạt cho các bạn được 4 bài rồi, thì các bạn có thể làm theo xây dựng để kiếm tiền. Thì có thể một loạt series rất là nhiều, mỗi ngày trường sẽ viết bài chia sẻ cho các bạn. Và có một cái điều đáng lưu ý là cũng trước đó thì trường cũng đã viết một cái bài là 9 điều cần biết về website không để không mất đơn. Nếu như bạn nào đang kinh doanh bán hàng online ấy, thì các bạn phải nên viết được 9 điều này. Nó rất là tuyệt vời cho bạn để mà bạn không bị mất đơn trên website. Đấy, nó khá là thú vị, mình biết rất là chi tiết rõ ràng cụ thể như thế nào. Đấy, các bạn có thể xem nó rất là dài. Đấy, mỗi một cái bài viết trường chia sẻ cho các bạn là nó cực kỳ là tối ưu luôn, viết làm sao mà cho nó từ A tới Z thì còn phải từ A tới Z. Đấy, phải đúng theo nghĩa website họ là Z. Đấy. Rồi các bạn có thể vào website này và thường xuyên ghé thăm để theo dõi những cái bài viết mới nhất của mình. Chậm nhất là 2 ngày một bài mình sẽ viết cho các bạn. Còn không thì 1 ngày một bài. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức vô cùng bổ ích về kinh doanh online, bán hàng online, kiếm tiền online, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ. Website này thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn là như vậy thôi. Sắp tới mình sẽ rất nhiều những video chia sẻ với bạn là hơn, giá trị hơn. Nhưng mà sắp tới chủ yếu là mình sẽ chia sẻ theo hàng loạt những series về bài viết tìm ở trên Flash và khai thác kênh YouTube để mà kiếm tiền như thế nào hiệu quả.